phát hiện hàng nghìn khúc xương động vật, xương người trong hang động. Các nhà khảo cổ học ở Saudi Arabia đã phát hiện hàng nghìn khúc xương động vật, xương người được tích trữ bởi những con linh cẩu sọc trong hang động. Hàng nghìn khúc xương được tìm thấy trong hang động dung nham Amjisan ở Saudi Arabia. Đây là một đường hầm rộng lớn được hình thành do hoạt động của núi lửa. Các khúc xương thuộc về ít nhất 14 loại động vật, bao gồm ngựa, lạc đà, động vật cặm nhấm. Trong đó còn phát hiện cả xương người. Các nhà khoa học tin rằng đã khúc xương được tập hợp bởi những con linh cẩu sọc trong 7.000 năm qua. Động dung nham đã tạo ra điều kiện tuyệt vời để bảo quản xương. Nhà khoa học T.E.S.T. Wood chia sẻ trên Twitter. Ông T.E.S.T. Wood cho biết, linh cẩu là những nhà sưu tập xương. Chúng vận chuyển xương đến các hang động để tiêu thụ, cho linh cẩu con ăn hoặc để dành. Những con linh cẩu đơn độc thường ăn thịt động vật chết. Tuy nhiên khi chúng đi theo bầy thì chúng thích săn mồi. Chúng sẽ nhắm vào những con mồi như linh dương, thỏ rừng, động vật cặm nhấm và chim. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về địa điểm này kể từ năm 2007, nhưng họ chỉ mới mạo hiểm vào sâu trong hang cách đây vài tháng. Nhóm các nhà khảo cổ học cho biết họ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của linh cẩu trong hang khiến họ phải giữ khoảng cách. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 1.917 mẫu xương và răng lấy từ hang động dung nham, xác định niên đại bằng các carbon phóng xạ cho thấy các mẫu vật từ khoảng 439 đến 6.839 năm tuổi. We'll be right back.